Hello Đình Thái, chào các anh. Lời đầu tiên em gửi tới các anh những cái viên đá mài cho mài dao bếp, mài máy, cho tất cả những loại máy. Hôm nay em đăng clip của dòng máy mài nước. Có một cái mài nước em mới lấy được ngày hôm qua. Em về em vệ sinh xong rồi, giờ em đăng cho các anh. Cái máy mài nước cùng những cái viên đá mài nước thô, rồi mài tay mịn, vài tay mà mịn mịn mịn, rồi những dòng đá cho máy 10 ly, 100 mi, rồi 125, 150, rồi 200, rồi 250. Và những cái miếng mút súp, súp cho các anh dùng để đánh bóng đồ đạc hay là gì đó. Rồi em... như thường lệ thì em gửi tới các anh cái số điện thoại của em để các anh tiện vô tiện vô các anh xem, các anh đừng có nhắn tin mà để chốt hàng là cái gửi cho tôi cái bộ bánh xe 450, em không có trả lời anh được ngay lúc đó, nên từ chỗ đó mà các anh lại không tìm kiếm ra em được. Cho dù em có nhắn tin lại nhưng mà các anh cũng không có nhắn tin được. Các anh vô trong cái YouTube tình cờ mà coi YouTube của em coi để mà các anh muốn mua hàng thì các anh gửi tin nhắn qua số điện thoại này cho em nè, 0903588867. Em có để lên trên thế này ha. Nếu anh là người mua hàng đầu tiên thì anh chưa biết cách thức để mà mua trên YouTube thì các anh cứ gửi tin nhắn vô trong cái này, gửi Zalo cũng được nè, mà gửi tin nhắn SNS cũng được. Em nhận lời sau này em trả lời anh, rồi các anh gửi địa chỉ cho em, em chuyển cho bộ bánh xe cho anh thôi. Chứ còn bây giờ thì là bây giờ em có nhắn tin rồi mà anh cũng không tìm ra được cái kênh của em nữa đâu. Rồi đây là số điện thoại của em nhé. Rồi, Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người. Em luôn cầu chúc cho các anh nhiều sức khỏe để làm việc, mua sắm giúp em. Hôm nay em gửi tới các anh cái con máy mài nước cho gia đình. Nó cùi cùi, nó rẻ rẻ. Nên từ chỗ đó mà nó tùy những dòng đẹp thì em không có. Dòng đẹp thì nó đắt lắm. Còn những cái dòng mà cùi cùi như thế này á, thì là với cái giá tiền như thế này thì nó hợp lý hơn cho các anh mà làm việc gia đình. Cái viên đá của nó là độ mịn nó khoảng 800 các anh nhé. 800, cái viên đá này em gọi là viên đá thô nhé các anh nhé. Viên đá thô mà cái đá riêng của nó là 180, nhưng mà bây giờ thì là nó bị bể nè ha. Nó bị bể, em mài xuống dưới này rồi nó bị bể chân rồi. Nè, em liếc qua cho các anh xem nè. Đó, còn hộp nước và máy móc của nó đang còn êm mà đẹp lắm nha các anh nha. Nhông của nó còn mới lắm. Nó về bãi thường thường là những dòng này, những cái dòng như thế này thì nó là 200W, điện 100V, các anh lưu ý giúp em. Những dòng này là, và em nó không có còn cái tem mạc gì nó dán hết á. Nhưng em xác định rằng là những dòng máy này là của Trung Quốc để xuất nhập, điện 100V như các anh nha. Nó còn rất là mới mà rất là êm. Nó chỉ về thường cái những dòng này á, những dòng này là nó cái chân của nó bằng nhựa. Cái chân nó bằng nhựa nên từ chỗ đó mà về bãi thì nó mất cái chân ở đâu á, thì em chưa tìm được cái chân. Nên từ cái đó mà em cứ lấy những hàng cùi cùi rẻ rẻ như thế này gửi tất cả anh ha. Em bán về đến nhà cho các anh là 1,1 triệu nha. 1,1 triệu, viên đá của nó còn đường kính có còn 130 thôi các anh nha. Còn có 130 thôi. Nó dày 2,5 phân. Nè các anh nhìn xem nha. Còn cái viên đá này nè, cái viên đá thô này nè các anh nè. Cái viên đá thô này gần như là họ không dùng tới các anh nè. Có người thì họ dùng sơ sơ qua, còn những người họ không dùng tới. Nó còn nguyên si luôn. Còn cái bên này thì nó có cái cử của nó này nha. Đó, cử của nó đây. Em chống nó xuống như thế này. Đó, để cho các anh để cho nó đứng cái vững cái máy, rồi về các anh chia độ cho nó cái chân thôi. Bắt nó vừa trong miếng gỗ hay là nó có bốn ốc như này nha. Nè, các anh nhìn xem nè, đó. Các anh lấy khéo tay thì lấy ống bình minh cắt ra làm cái chân cho nó. Thành cái hộp ở dưới như những máy máy mài bình thường vậy đó. Còn không thì các anh cứ gắn vô trong cái khúc sắt gì đó, bắt ốc nó vô làm cái chân cho nó nổi lên thôi, cho nó đứng cho nó vững chãi để các anh làm việc thôi. Giá em bán về đến nhà là 1,1 triệu. Là 1,1 triệu các anh nha. Bây giờ em test máy cho các anh xem nè. Bây giờ em đã cắm điện rồi. Em cắm điện rồi, giờ em bật công tắc cho nó nè. Các anh nhìn xem nha. Giá này có hợp lý không? Để việc anh nó còn 130, nhưng mà để mà mình mài cho nó xuống dưới này nè, đó các anh nhìn xem nè, đó. Đang còn rất là sâu và rất là cao. Mà các anh mài giao cho gia đình thì không biết đến khi nào mới hư được, nhưng mà nó thích hợp được cái viên đá ở bên này ha. Để các anh làm việc luôn nè ha, làm việc gia đình luôn. Em khởi động máy nè. Nó 200W anh nha. Nó 200W. Điện nó 100V, các anh lưu ý giúp em nha. Điện nó 100V. Nên là các anh cứ để theo hướng này nha. Đó, các anh cứ để theo hướng này.
mà các anh chỉ việc để theo hướng này, rồi các anh chỉ mài như thế này thôi. Đó, các anh nhìn xem nè. Đó, các anh cứ đếm qua nha, 5 cái, 6 cái gì đó, rồi các anh chở mặt dao lại. Các anh đổ nước vô cho nó. Đó. Nó không có cái chân của nó nên nó rình, chạy như này, nó rình theo cái hướng này. Đó, các anh nhìn xem nha. Được không? Giá về đến nhà là 1,1 triệu các anh nha. Nó thích hợp được cái này, nó thích hợp được cái viên đá mài thô này nè. Đó, rất là tuyệt nha các anh nha. Viên đá này mình còn mới luôn các anh. 150. Đó, còn cái viên đá này thì họ dùng nhiều, họ dùng suốt khoảng 2 phân rồi nó bị bể xuống như thế này. Em phải sạc lại cho nó cân viên đá chứ không nó nhảy. Đó, về đến nhà là 1,1 triệu nha các anh nha. Đó. Các anh làm, nếu mà khéo tay làm cho nó một cái chân cho nó đẹp. Và các anh sử dụng nó tuyệt vời nha các anh nha. Nó vừa làm được mài nước và được mài khô luôn. Rồi em bỏ qua con máy mài nước này đi ha. Anh nào quan tâm thì alo cho em. Em đóng thùng em gửi cho, chuyển khoản cho em. Anh nào tin tưởng thì chuyển khoản cho em. Còn không tin tưởng, không có tin tưởng chưa, không tin tưởng của em thì là cứ chuyển khoản cho em 200.000. Còn không thì chuyển khoản cho em để cho em giảm bớt đi cái tiền thu hộ nha. Rồi con số 1 nha. Con số 1 là 1,1 triệu. Rồi tới cái con số 2. Đây là cái dàn mũi khoan nè, mũi khoan đầu gài nè, tí nữa em rêu sau nè. Để cho các anh mua rồi các anh có kèm theo hay không để mà em gửi luôn cho anh. Anh nào lấy viên đá, anh nào lấy đá thì em gửi kèm luôn. Tại vì hai cái bộ mũi như thế này nè, hai cái, một cái là mũi 6 này ha, mũi đầu gài. Đó, hàng này là hàng made in nè, made in France nè, của Pháp nha các anh nha. Của Pháp. Đó, made in như là của Pháp nha các anh nha. Em nói như vậy. Đó. Cái mũi này là mũi 6 nè. Đó, mũi này mũi 6. Còn mũi này là mũi 8,5 nè. Hàng mới 100% nha các anh nha. Hàng mới 100%. Đó, một cặp này là 60.000 nha các anh nha. Đó, anh nào khỏi mua cần nó thì để mà nếu mà anh nào mà làm thợ để lấy nó để mà làm việc á thì phải lấy 10 mũi trở lên thì em mới bao ship nha. Còn không thì cứ gửi kèm, em sẽ gói kèm trong viên đá này cho các anh để cho nó khỏi mất tiền ship nè. 60.000 hai mũi, rẻ hơn đồ Trung Quốc ở Việt Nam mình luôn nha. Đó. Còn cái mũi này nè, cái mũi 6 này nè. Đó, mũi 6 này thì nó không đóng nè. Nó không đóng made in France nè. Nhưng mà nó là cũng cùng cái logo của nó nè. Các anh nhìn xem nè. Nó cùng cái logo của nó nè. Đó. Cái mũi 8,5 này nè. Nhưng mà em đã khoan rồi nha. Đó. Cái tắc kê nhựa của mình á. Tắc kê 8 của mình á là cũng vừa luôn các anh nha. Đóng vô tại vì nó có gì có 5 ly chứ mấy. Đó. Có 5 ly thôi nên là cái gai của nó là coi như nó vừa ôm luôn các anh. Đó. Không bị bót đâu. Đó. Không bị rộng nha. Đó. 60.000 hai mũi. Đó. Anh nào lấy 10 mũi thì em mới bao ship nha. Còn không thì các anh cứ lấy đá và kèm theo nó. Đó, cho tôi hai mũi gửi vô luôn, em kèm luôn. Cộng vô 60.000. Đó, chạy viên đá này rồi kèm thôi. Anh nào có mũi gài xài hàng made in của Pháp như thế nào nha các anh nha. Hàng mới 100% nha các anh nha. Hàng mới, hàng chưa sử dụng đâu. Rồi qua cái viên số 2 nha. Viên số 2 thì em gửi tới cho anh cái viên đá mài nước mà mài thô nè các anh nè. Đây là cái đĩa của nó nè. Đó, cái đĩa của nó. Đĩa của nó thì nó dày khoảng cỡ 3 ly thôi các anh. Em quên lấy cái thước kẹp mất rồi. Chờ em chút để em với em lấy cây thước kẹp. Các anh xem nha. Cái viên đá này là cái đĩa sắt nè. Nó 3 ly các anh nha. Đĩa 3 ly nhưng mà nó bắt con ốc gì vô đây không biết nữa. Các anh về mà nếu mà độ chế từ cái máy giặt á qua thì các anh phải khoan lỗ nha. Khoan lỗ. Nó đã có lỗ sẵn tâm của nó rồi. Thì các anh lấy cái 12 ly 7. Các anh khoan vô đo cái chân của cái máy độ chế của mình đó, rồi các anh nong ra thôi, rồi các anh bỏ vô ha. Đó. Cái viên đá này là viên đá thô nha. Cái viên đá này em bao cho các anh xài nè. Đó, những dòng này dòng siêu đỉnh nè. Đó, đá thô nhưng mà mịn. Tại vì nó làm bằng bột nha. Bột công nghiệp nặng của Nhật. Hàng mới 100% luôn nha. Hàng này hàng cứng nha các anh nha. Hàng cứng mà rít. Rít lắm nha các anh nha. Hàng các anh đặt dao vô là các anh sẽ cảm nhận được cái viên đá nó, được cái viên đá Nhật như thế nào các anh nha. Đó, viên này, cái viên này về đến nhà đường kính nó tới 200-205 luôn các anh nè. Quên, đường kính của nó 250. Tại vì đường kính nó 250 luôn nên từ nó hơi đắt một chút các anh nha.
Đó, đường kính nó 250 nè. 255. Đường kính nó 255. Còn cái lỗ của nó thì là vô tư để cho các anh mà để mà độ chế nha. Nắp của nó cho cốt lên rồi các anh bắt bắt tán vô cho nó siết vô trong cái lỗ này, cái tim này ha. Đó, nó có lỗ sẵn rồi để các anh định tâm rồi. Việc đặt vô thôi. Rồi cho nước vô rồi các anh mài. Đó, các anh nhìn xem nha. Đó. Cái viên đá này em bao cho các anh xài, các anh xài những cái viên đá như thế này. Nó là viên đá thô nha, để các anh mài thô xong rồi các anh sẽ mài miệng qua bên kia. Đó. Các anh đặt dao vô thôi là các anh là thấy được cái độ rít của đá. Đặt dao vô là nó bám sắt liền. Đó, các anh nhìn xem nha ha. Ở bên này nè. Đang đen thui lui nè. Em chỉ cần đẩy hai cái thôi nha. Các anh nhìn xem nè, một cái nè. Hai cái nè. Các anh nhìn xem nè. Em thấy khủng khiếp không? Đá này là đá công nghiệp mới mà công nghệ mới của Nhật nè. Nó làm nó tạo ra cái độ thô. Nó người ta đổ ra cái độ thô ráp. Chứ còn chất của nó không làm bằng cát nữa mà làm bằng bột đá nha. Đá nó xay nhuyễn ra rồi nó tạo lỗ ong như thế này để nó phá, nên từ cái viên đá từ đó mà cái viên đá nó nhẹ hơn và có độ phá không để lại dấu xước nha. Đó, không để lại dấu xước nhiều. Đó, rất là mịn nha các nhân. Đó, viên này về nhà là 800, anh nào độ chế máy giặt. Cái máy giặt có cái máy giặt của nhà mình nhà hư nó tháo ra. Đó. Rồi là độ cho nó một cái viên đá mài nước là tuyệt vời luôn nha. Cái viên đá này to này, tha hồ cho các anh mà để mà mài dao. Sung sướng luôn nè. 800 về đến nhà nha, số 2. Những dòng bột đá nén của dòng cao cấp này của Nhật nha, dòng A nha các anh nha. Để các anh mà tha hồ để mà xài vĩnh viễn. Một viên đá các anh sẽ dùng hết mãi mãi. Rồi tới cái viên số 2 nha. Cái viên số 2, đây là cái số điện thoại của em nha. Các anh hãy nhắn tin vào trong số điện thoại này cho em nè. Ha. Anh mà đặt cái bộ bánh xe 450 đó, anh nhắn tin vô cho em nha. Nhắn tin vô cho em. Em có nhắn tin cho anh rồi mà không thấy anh phản hồi. Đó. Vì anh sẽ không đăng ký kênh của anh thì một lần xem xong rồi các anh sẽ không tìm ra được cái kênh của em nữa đâu. Rồi nếu mà hôm nay mà anh xem rồi thì anh nhắn tin vô cho em nè, 0903588867, em sẽ gửi bộ bánh xe 450 120 cho anh. Rồi cái viên số 2 nè. Cái viên số 3 nha. Cái viên số 3 là cái viên đá mài dao nha các anh nha. Đó, cái viên đá mài dao này. Cái viên đá mài dao này thì nó nhỏ cho dùng để các anh làm việc để ở trên bếp thôi. Để khi mà nó bị lụt dao rồi các anh liếc qua thôi ha. Cái đường kính cái bảng của nó là chỉ được có 2 phân nè. 2 phân 8 thôi các anh. Đường kính nó có 2 phân 8 mà cái mặt thô của nó nè, mặt thô của nó khoảng cỡ 800 nha. Mặt thô của nó thì là nó được 2 phân à các anh. Đó. Còn nó độ dài của nó nè. Độ dài của nó là 130 nè. Đó. Còn bên này á là cái viên 1000 hay là 2000 gì đó em không rõ, tại vì mình không có chắc chắn lắm. Còn cái viên đá nhám này nè thì thường người ta cứ làm là 600, 800 hoặc là 400. Đó, để cho mình mài thô nha. Còn cái viên này nè, viên này rất cứng đó. Viên này rất cứng và rất bóng nha các anh nha. Đó, theo cái tỷ lệ của nó vậy, nó cũng vậy luôn các anh. Đó. Để các anh mài thô bên này xong rồi đưa qua mài liếc qua bên này nha. Mài nhám lại, mài tút lại để mình lấy cái gèn của nó đi. Đó. Cái viên này á, viên này nè, 150 về đến nhà nha các anh nha. Đó. Các anh đúng ra thì nó làm nó có cái sợi dây nó sâu vô đây nè, cái này. Người ta có cái sợi dây người ta sâu vô đây. Để người ta treo lên ở bếp á, để người ta làm việc á. Nếu có bị lụt ở trong cái khoảng thời gian mình làm việc á, bỏ vô liếc. Viên này 150 về đến nhà nha. Em bán đã có bao tiền ship luôn rồi các anh nha. Các anh cứ coi 150 có mua được không. Rồi các anh cứ trừ đi cho em 30.000 tiền ship. Là như vậy là cái giá trị thực của nó. Đó, chứ còn mà ở vùng sâu vùng xa rồi các anh mới mua hàng không biết rằng là shipper thế này thế kia. Nên từ đó mà thôi thì em cứ tích hợp cái giá tiền ship nó vô trong đây luôn. Các anh có nhắm thể mua được, em có thể bán được là 150 về nhà nha. 150 về nhà. Rồi tới cái viên số 3, số 4 nha. Cái viên số 4 này á, là cái viên đá mài thô nha. Cái viên này á, các anh nhìn xem này. Cái viên này khoảng 800 thì cái viên này 400. Nó thô hơn nha. Đó, nó thô hơn nha các anh nha. Các anh nhìn xem nè. Bảng của nó là 6 phần 8 nè, dày của nó là 32 nè. Dài của nó là 157 nè. Dài 157 nha các anh nha. Nó có chung là nó
nó cũng có được cái độ mà gọi là để cho các anh mài miết như thế này. Các anh hình dung như thế này nè, cái viên đá của Nhật á, cái viên đá của Trung Quốc như thế nào thì em không biết là nó có rít hay không, nó có rít chao hay không, nhưng mà riêng cái viên đá Nhật á, những cái dòng đá mà nó mài nước mà là các anh đặt như thế này ha, em để cái cạnh này ha, để cái cạnh này nè, nếu mà nó không rít chao á, trả trả đá lại cho em, các anh sẽ cảm thấy hài lòng với cái viên đá của Nhật. Vì sao mà nó đắt đó? Vì cái công nghệ của nó và vì cái độ bền của nó, vì cái độ chất lượng của nó hả. Các nhìn xem này đó, em sẽ để như thế này nè, đó, các anh để này nè, một cái nè, hai cái nè, các nhìn xem này đó, những chỗ mà nó liếc lên như thế này hả, các nhìn theo, nó bám vào liền đây, nó bám bám sắt liền đó. Các anh cho một tí nước nữa là tuyệt vời luôn nhé, một hai ba này, đó, các nhìn thấy không, cây sắt mà em biết rồi hả, cứng như anh nha đó, anh nhìn xem sướng không, rất là mềm nhé, rất rất so với đá là sắt rất là mềm với nó. Tại vì các anh mà khi đặt con dao vô là các anh cảm nhận được ngay là khi mà mình đặt con dao vô là mình thấy mình thích liền đó, vì đặt vô á là cái viên đá này nó bám lấy cái lưỡi của con dao đó, làm cho mình mà khi mình đẩy một cái á, là mình cảm nhận nó đi một xíu như vậy coi, chứ nó không có trơn chuột hoặc là những dòng đẽo đâu, những dòng của Trung Quốc đâu các anh. Đó. Viên này về nhà là 250 các anh nha. Em cứ cho nó độ mịn nó là 400 đi hả? Tại vì cái độ mịn viên này là 800 thì viên này 400 thô nè. Em nghĩ là thô mài ngon hơn nha. Mài thô xong rồi là các anh sẽ đưa qua cái viên đá bùn này ha. Đó, cái viên đá bùn này, viên này thì có anh nói 2.000, có anh nói là 3.000. Đó. Nó như thế này. Đó, các anh nhìn xem là đó. Thấy không? Cái độ bám bám rít của nó nè. Bám rít của đá đó, đá Nhật là như vậy. Nó là đá công nghiệp hết anh nha. Đá công nghiệp nên là các anh mà dùng ít á thì có thể 3 năm, 5 năm, có thể là 7 năm sau có thể là mới hết được một viên đá. Mà rồi nó sẽ hoàn thiện được tất cả mọi mặt luôn. Không răng nứt này. Đó, cả nhìn xem ha. Đó. Còn cái đá của Việt Nam thì giá em bán nó cũng tương tự như vậy thôi. Có thể là nó rẻ hơn một tí. Nhưng mà đá Việt Nam nó sẽ ngắn hơn. Nó dày hơn một tí. Nhưng mà có chỗ non và có chỗ già. Rồi nó sẽ bóc lớp, rồi các anh sẽ mua, không phải mua viên nào có thể là cũng dùng được, có viên rồi mà đúng cái độ tuổi của nó, nhưng rồi đến khi mà người ta đã bán không hết, qua được 6 tháng hay 1 năm, năm sau để khô là viên đá tự nhiên nó chai lì, nó cứng ngắc luôn, các anh sẽ không mài được nữa. Còn cái viên đá này là viên đá công nghiệp nha. Đó. 10 năm sau các anh mài viên đá nó cũng như thế. Đó. Đó, các anh nhìn xem này, đó. Đẩy nhẹ thôi là cái viên đá nó đen ngay. Nó bám như vậy đó các anh. Xài thích lắm. Rất là thích nha các anh nha. Viên này 280 về nhà nha các anh nha. Đó, nó dày 32 nè. Rộng của nó là 7 nè. 70 mm nè. Nó dài cho 200 207 nè. Viên này 280 về nhà nha. Đó, các anh là lấy một cặp nè là coi như là sẽ hài lòng luôn những dòng đá Nhật nè. Đó, các anh xài mãi mãi. Rồi tới cái viên số 5 nha. Cái viên số 5 thì nó đắt hơn 30 nha. Vì cái bảng của nó rộng hơn nè. Các anh nhìn xem nha. Bảng của nó rộng hơn nè. Bảng viên này, cái bảng viên này em đo lại nha. Cái này là 32 nè. Rộng của nó là 68 nè. Dài của nó là 157 nè. Nhưng mà nó bị bể nha. Bể góc. Đó, nó bị sứt góc cái góc nè. Em sạc luôn cho nó thẳng. Đó. Nhìn nó cũng còn vuông vắn mà đẹp nha. 250 về nhà nha. Viên số 4 và viên số 5 nó cũng vậy luôn nha các anh nha. Đó. Nó rộng là 75 77 nè. Rộng 77, nó dài 146 nè. Nó dày cũng 3, 32 nè. Đó, viên này 208 nha. Về đến nhà. Các anh cứ hình dung như vậy đây ha. Đó, đặt con dao vô là nó rít con dao liền. Đó, rít con dao nó ôm lấy luôn. Nhìn xem sướng lắm nha. Đó, viên là 208 về ở nhà nha, đắt một chút nhưng mà nó sẽ hài lòng những anh nào mà chuyên dùng dao Nhật. Đó. Dao Nhật hay là những cái dao inox của nhà mình, các bạn mài thích lắm nha các anh. Đó, cái viên này viên đá thô nha, còn viên này là viên đá mịn nha. Đó, viên này là mịn thì em cứ cho là em cứ lấy cho cái giá cái mức của nó đi, có anh nói chuẩn là 2.000, có anh nói thì 3.000. Đó, viên này 208 nha các anh nha. Đó, nó cũng dày 32 nè, rộng 7 nè.
dài 204 nè, 207 chứ quên, 207 nè, có 208 feet nha. Đó. Mà cái độ rít của nó nè, ta nhìn xem nè. Nó bám nè, nó bám, bám sát nó nè, đó. Ta nhìn thấy không? Đặt vuông cái là các anh phải để cho nó chảy dưới nước nha, để dưới nước, đó. Dưới nước cho nó chảy. Rồi các anh thí nha. Đó. Đem thu lui liền các anh. Số 6 nha, 208 về đến nhà. Rồi tới số 7 nha. Số 7 một viên đá thô nó các anh nè. Cái viên đá thô này là cái gáy của nó nè, độ dày của nó là 38 nè. Rộng của nó là 60 nè. Dài của nó là 192 nè. Đó. Viên này là viên đá thô nha các anh nha. Viên đá thô hơn viên này luôn. Cái viên này 400 thì chắc cái viên này có 200 hay là 150 gì thôi. Để cho anh mà các anh nào mà cần cái độ nhám cao hơn nữa đó, để mình phá đi á. Đó, cho anh như phá viên này đi. Các anh nhìn xem này ha. Đó, để em mài luôn này. Các anh đặt cái dao vô, đặt cái miếng sắt vô là các anh thấy liền. Đó, thấy cái độ rít của nó liền các anh nha. Đó. Nó bám rít liền cái miếng sắt với các anh nha. Nè các anh xem đó. Nè. Trắng luôn, trắng ngời luôn. Em đẩy nè. Đó. Viên này viên đá thô nữa nha. Đó. Nó dày 3, em đo lại nè, dày 3/8 nè. Dày 38 nè, rộng 6 nè. 60 nè. Nó dài 192 nè, 93 nè. Đó. Viên này 208. Về đến nha. Rồi cái viên này nó khổ nó cũng vậy luôn. Khổ nó cũng vậy luôn coi. Cũng 38 nè. Rộng 6 nè. Đó. Nó dài 160 nè. 250 về đến nhà. Đó. Anh nào cần mài những con dao, con rựa, những cái thứ gì cho gia đình đó, về gia cố nó vô trong cái miếng gỗ là các anh sẽ thấy được, cảm nhận được những dòng đá Nhật ha. Đó. 250 về nhà nha, viên này 250, viên số 8. Rồi, em sẽ lướt qua nữa nha. Đó. Đây là qua những cái phần đá mà các anh luôn hỏi rồi. Đây là số điện thoại của em để đây cho nó tiện nha. Cho anh nhìn vô đó. Rồi các anh cứ nhìn vô đó rồi các anh sẽ nhắn tin cho em vô trong này. Em gửi tới các anh nha, cái dòng đá nè, đá cho những cái máy mài mini nhỏ nè. Đá 100 nha các anh nha. Đường kính của nó 100. Đường kính đá 100. Nè, 100 nè. Đó. Cái viên đá này là viên đá 60 nè. Còn viên đá này là viên đá, em nghĩ là hai viên này viên 60 luôn các anh nha. Đó. Hai viên 60 nha. Lỗ nó 12.7 nè, còn cái viên này thì lỗ 14 hay 16 gì thôi. Đó. Em đóng sơ mi vô cho anh. Đó, một cặp này ha. Độ dày của nó thì là 1/3 và 1/6 nha. Cái viên này nè, 1/6 nè. Viên này là 1/3 nè. Đó. Về đến nhà cho các anh là 140 nha. 140. Đó. Còn cái này nè. Cặp này nè, cũng đường kính 100 nè. Đường kính 100 nè. Là cốt này thì cái viên này thì cốt có 10 à. Viên này cốt có 10 các anh. Còn viên này thì cốt lớn nè. Đó. Em sẽ đóng vô cái sơ mi 12.7 rồi về cho các anh bỏ vô thêm nha. Đó. Còn cái viên này nè. Đó. Nếu mà nó bị chật một chút thì các anh lấy mũi 12 ly của năm cho nó, tại vì nó đổ bằng chì á. Đó. Đó. Cái viên mỏng nó là 1/1 nè các anh. Còn cái viên dày là 1/6. Đó. Cặp này nha các anh nha. Cặp số 10 này, 130 về nhà nha. Cho những dòng đá 100 mi nha, đường kính 100. Rồi tới viên số 11. Viên số 11 đá của nó là đá 60, em nghĩ là 60. Đá là đá 60 hay 80 gì đó. Đá này dành cho máy mài 125 nha các anh nha. Nè, 125 nè. Nó rộng nó dày 16 nè. Nó dày 16 nè, 125 nè. Còn độ miệng của nó thì em nghĩ là nó là 60 hay 80 gì em biết. Thì nó mất cái tem mạc rồi, mà cái độ lệch của 80 với 60 nó không có nhiều. Còn cái viên này nè, viên thô nè. Đó, viên này là viên 38 hay 40 gì đó nè. Cũng 125 này ha, dày 16 này. Anh nào có cái cặp đá cần cái cặp đá mà 125 thì lấy cặp này nha. Đó. Viên này 140, viên này 150. À 60 này, nó ghi 60 nè các anh nè. Viên này 60 này, viên này 38 nè. Đó, một cặp nha các anh nha. Đó. Số 11 12. Đó. Độ dày của nó nha, 16 nha các anh nha. Đó. 100 125.
đường kính 125 nữa các anh nha. Nó là Toyo gì đây, Giden Geo nè, Toho Yonga gì đây, Japan. Bên này thì nó mất cái tem rồi. Cho một cặp của nó nè. Các anh dùng những hai dòng đá Nhật như thế này, các anh thấy được đỉnh, sự đỉnh của nó. Đó, một viên 150 ha. Viên này 150, viên số 11 150, viên này số 12 140. Về nhà. Rồi tới đá 150 nha. 150. 150. Đá 150 các anh nha. 150. Chờ em chút. 150. Đá 150 này, đá thô này các anh nha. Đá này đá 46. 150 nè. Nó dày 1/6 nè. Đó. Còn cốt của nó thì em, anh nào mà có cốt 16 rồi thì em khỏi với bỏ sơ mi. Còn không thì em bỏ sơ mi vô cốt 12/7 cho các anh. Số 13 200 về nhà nha. 200 về nhà. Những dòng đá Nhật đá cứng nha. Rồi tới viên số 14. Viên số 14 này thì nó cũng dày 1/6 nè. Nhưng mà độ mịn nó là độ mịn 80. Nhưng mà nó ngặt cái là nó cái lỗ nó hơi bự. Còn cái cốt mà sơ mi của thị trường nó đóng có chừng này thôi. Đó, nó làm lớn nhất chừng này thôi. Vì các anh có thể là độ chế cho nó không? Lấy ống mình độ chế cho nó vừa bằng cái sơ mi này không? Viên này 200 nha. Viên này 200 về nhà. Độ mịn 80 nè. Viên này 200 về nhà nha. Rồi giờ tới viên số 15. Viên số 15 nè. Nè, độ mịn của nó cũng là 80 nè. Đó. Viên này 201 về nhà nha các nha. Nó cũng vậy luôn, nó cũng là dày 16 nè. Đường kính 150 nè. Đó, độ mịn 80 nè. Cho những cái máy mà 100mm này, 125 này, 150 nè. Viên này 201 về nhà nha các anh nha. Rồi, em sẽ kéo xịt cái camera lại một chút. Em sẽ kéo xịt cái camera lại một chút. Đây là số điện thoại của em. Rồi em những cái dòng đá mà hai phân như thế này em không có loại đá mịn. Em chỉ còn loại đá thô thôi nha anh nha. Đá thô là đá này là đá 36 hoặc là 40 gì đó thôi. Đá phá nè, Giden Geo nè, Nippon, Japan số 16 về đến nhà dày nó dày 2 phân nha các anh nha. Nó dày 2 phân. Đường kính nó 150. Em sẽ bỏ cốt 12/7 về cho các anh. Đó, về các anh chỉ bỏ vô và dùng thôi. 230 về đến nhà nha. Đó, viên này 230. Mỗi viên là 230 nha các anh nha. Đó, một viên là 230. 230 về nhà. Số 16. Rồi số 17, số 17 cái viên đá này là viên đá 60 nè. Đó, nó ghi 60 nè. Độ nhám đó, độ hạt cát của nó là 60 mà nó dày 2/2. Đường kính nó 150 nè. Đó. Còn cốt của nó hiện tại bây giờ là nó là cốt hiện tại cốt bây giờ của nó là cốt 15 mấy nè, về 16 nè. Đó. Em sẽ đóng sơ mi về 12/7 cho các anh, nếu anh lấy 208 nha. 208 về đến nhà. Viên số 17 nha các anh nha. Rồi viên số 18 nha. Viên số 18 là đá mỏng nha các anh nha, đá 13. Nó dày 13, đường kính của nó là 150 luôn. Những dòng này là dòng Osaka đồ không các anh. Osaka Japan. Giden Nippon. Viên đá phá nè. Độ dày của nó nè, 13 nè. Đường kính 150 nè, cốt 12/7 nè. Còn độ cát của nó là cát 30 mấy thôi, 38 40 gì đó coi. Viên đá phá nha các anh nha. 170 nha, viên nha. Rồi cái viên đá số 19 nè. Viên đá số 19 nè. Thì đá là cát của nó là cát 60 nè. Đó. Nó dày cũng 13. Nó dày cũng 13 mi nè. Đó. Đường kính của nó cũng 150 nè. Ô viên này có 145 à. Viên này có dấu dùng rồi sao coi. Nó còn 145 thôi coi. 146. Viên này 160 nha coi nha. Viên này 160 về đến nhà. Em sửa lại chút đi. Viên này 160 nha các anh nha. Tại vì nó có dấu dùng rồi. Viên này 160 về nhà nha các anh nha. Số 19. Đá đỏ nè.
Em sẽ bỏ sơ mi về 12 ly 7 hết cho các anh. Rồi tới cái viên số 20 nhé anh. Viên số 20 là viên Notoriety này. Đá là đá 80 nè các anh nè. Nhưng mà ngặt cái là nó cứ làm cái lỗ của nó như thế này, lỗ 5 phân các anh nè. Đó. Nên là các anh coi thử về cái độ chế được không? Nó là dày 2 phân nè các anh. 2 phân. Đường kính của nó là 205 nè. Đó. Đá này độ mịn 80 nè, 350 về nhà nè. Các anh nào làm thợ còn không thì em cứ bỏ cái sơ mi vô cho các anh, rồi về các anh có thể là bỏ cái sơ mi 32 vô, rồi còn lại bao nhiêu thì các anh về độ chế cho nó nha. Nếu ống bình minh có thể là mình bỏ vô cho nó. Anh nào mà làm thợ tiện hay là khéo tay hơn thì làm cho nó một cái sơ mi cho nó đẹp, chứ còn ở sơ mi thị trường nó không có những sơ mi như thế này đấy nè. 350 nha, viên này 350 về nhà, độ mịn 80. Còn viên này độ mịn 60 nè. Độ mịn 60 này 330. Nó cũng 205 nè. Dày 2 phân nè. Cái lỗ cốt nó cũng vậy các anh, cũng 5 phân các anh. Lỗ kit 60 nè. Kuri nó tông. Những dòng này là Kuri nó tông Japan. Viên này 330 về nhà nha các anh nha. Độ mịn 60. Độ mịn 60 là độ mịn tuyệt hảo nhất để cho các anh làm việc. Đó các anh nha. Nếu mà các anh mà mài cưng cưng gì 60 cũng ngon luôn, nó rất là êm nhé, nó không thô quá mà nó không ráp quá, nó không miệng quá. Đó. Còn anh nào tùy theo anh nào cần độ phá cao thì cứ lấy theo những cái viên mà em đã nói rõ nha. Rồi tới số 30, số 22 nha các anh. Số 22, 22 là cái viên đá này là cái viên đá công nghệ mới nè. Đó. Những dòng này là Kuri rất tông nè, đó. Bông hồng của nó nè, ba bông hồng. Đó. Viên này thì nó oval nè. Một mặt đứng dùng để chuyên để mài kéo hay gì đó, để các anh có thể là rà kéo, rà lưỡi kéo gì đó. Nó dày chỉ có một phân thôi các anh ơi, độ dày của nó một phân, độ dày nó một phân à các anh. Còn hạt cát của nó là 80, nó ghi 80 nhưng mà cho tới 120 luôn các anh à. Tại vì nó là bột mà, nó là bột nên từ chỗ đó mà nó không để lại xước, nó không để lại dấu xước nhiều như những cái dòng mà nó làm từ cái hạt cát. Đó. Nó tạo tổ ong nè. Dòng đá này dòng đá cứng các anh nha. Nó hơi mo tí các anh nha. Nó hơi mo tí, mo khoảng 5 ly thôi. Các anh dòng nó cũng là 205 nha các anh nha. Dày một phân. Đó. Còn hạt cát của nó là từ 80 cho tới 120. Vì là 250 về nhà nha. 250 về nhà, số 22. Rồi em gửi tới các anh là số 22, số 21, số 22. Bên này là số 23. Số 23. 24. 25. 23, 22. Chà, em lại bị lộn nữa rồi. Số 22, số 22, số 22A đi ha. Em trùng hai số 22 mất rồi. Anh nào lấy viên này thì nhắn tin với em là số 22A giúp em nhé. Cái viên này độ mịn của nó là 100. Đường kính của nó là 150. Hàng mới 100% nha các anh nha. Còn cái sơ mi này thì nó trùng khớp nè. Nó trùng khớp với cái sơ mi của người ta bán, em sẽ bỏ vô sơ cúc 12 cho các anh nè. Nó là dạng đá ly nè các anh nè. Các anh nhìn xem ha. Cái độ dày thành của nó là 1/3 các anh. Độ dày thành của nó 1/3. Bản này của nó là 5 phân. Các anh bắt vô các anh dùng nha. Bắt vô trong máy nào cũng được hết. Các anh cần cái độ rộng á. Mài đây. Khi nó vào đây thì nó vẫn còn lại 1/3 trong này, nếu mà nó mòn hết từ ở ngoài này. Đó, viên này 280 về nhà nha. Số 22A nha các anh nha. 22A, độ mịn 100. Rồi tới số 23. 23 có mấy miếng nỉ mà giờ em đăng rồi mà các anh chưa có mua. Em đăng lại số miếng nỉ. Miếng nỉ này là miếng nỉ của Nhật. Miếng nỉ của Nhật, đường kính của nó là đường kính 300 các anh nha. Đường kính của nó là đường kính 300.
đường kính của nó 300, nhưng mà nó nặng nha cả nhà, nó nặng à, nó nặng tầm khoảng cỡ 3 kg nha cả nhà, mà dạng cứng nha, nỉ cứng đó, nỉ cứng nha cả nhà. Nó chỉ có được cái hai cái dấu thôi, dấu ở bắc mình ráp vô theo cái chiều của cái máy, đường kính của nó là 300 nè, còn độ dày của nó này coi nè, độ dày của nó là dày 8 thôi coi, 7 à, độ dày của nó là độ 7, còn cái độ mịn của nó thì nó mất cái thông số rồi, nhưng mà nó là cứng nha, dạng cứng bền, các anh nhìn xem ha, các anh nhìn cái màu sắc của nó là biết là của Nhật rồi, chất lượng nha, 550 về nhà nha, viên này 550 về nhà, cái viên sốt này ha, cái này là để mình chà túp bóng những cái thứ gì đó, đồng lư hương hay là những cái thứ gì các anh làm thì em không biết. Số 23 nha, 550 về nhà đó, nó cốt của nó là chắc là thích hợp nè, cốt 25 nè, cái này nó như thế này đây, số 23 rồi, số 24 cái viên này nè, nó chưa bằng một nửa viên này, bỏ lên cân nặng, còn viên này thì nhẹ nè, này xốp rỗm nè, nó là xốp rỗm, các nhìn xem nó 330 về nhà nha, đường kính cũng 300 mà nó dày có 5 phân thôi, nó dày 5 phân coi, nhưng mà nó xốp, nó giống như cái miếng cái đồ mà để mà anh chùi vẽ, chùi nồi gì đó, nó nhẹ coi nha, nó tầm khoảng cỡ ký mấy à, 330 nha, các anh dùng cái hàng Nhật này coi thử coi. Em chưa, thứ này em có một viên, thứ này em cũng có một viên à. Số 24 ấy, 330 về nhà. Rồi cho số 25 ha. Số 25 cũng vì cái dòng nỉ là các anh hỏi nhiều lắm đó. Nhưng mà vì nó không có thích hợp được với lại những cái dòng máy của Việt Nam mình, mà bảo các anh độ chế thì các anh không độ được, mà em không có rảnh để mà em độ chế đó, để bỏ vào trong cái sơ mi cho nó, làm cái sơ mi cho nó, để mình bỏ vô mình dùng ha. Những dòng này mới 100% luôn, các anh nhìn xem có được không. Cái viên này thì độ mịn của nó là 120 nè, dòng nỉ Nhật thì các anh nhìn thấy rồi nè, 300 miếng các anh nha, cái nào cần cái loại độ mịn mịn cao nè, 600 nè, độ mịn 600 nè, độ mịn 600 nè, rồi độ mịn nha, độ mịn 220 nè, còn cái này viên này là độ mịn 120 nè. Anh nào cứ lấy viên nào lấy số 24 độ mịn bao nhiêu thì nhắn tin cho em, 300 viên về nhà nha, 300 viên, 300 một miếng về, các anh khéo tay thì đổ cho nó, lấy miếng ván ép, rồi chỉ em nghĩ có giải pháp là chỉ lấy ván ép thôi, lấy ván ép mà để mà mình phay ra để mà mình làm cho nó cái vòng tròn thôi, đi gắn vô thôi, rồi bỏ keo vô rồi em nghĩ là nó mới chuẩn được. 300 một viên, số 25 nha, còn độ mịn như thế nào thì các anh cho em biết. Rồi tới số 26 nha các anh, số 26 là một cái viên xốp, viên này là gọi là viên xốp cứng các anh, nó có hai viên, viên xốp cứng và viên xốp mềm, cái độ dày của nó thì giống nhau, đường kính nó giống nhau, đường kính của nó là 300 mà độ dày của nó cũng là 30 đây, em coi thử cái này, độ dày này là 30 này, còn độ dày cái này của cái miếng nhẹ này là chỉ có 2/7 thôi các anh. Em view cái viên số 26 trước này ha. Những dòng mà shop đen này á là của Made in Taiwan nha các anh nha. Đó. Viên này là viên shop cứng á. Viên này là viên shop cứng, nó nặng tầm khoảng cỡ, nó nặng hơn gấp đôi cái miếng này. Cái miếng này nhẹ lắm, cái miếng này giống như cái miếng của Việt Nam mình nè. Đó, nó giống như cái viên shop nhẹ của Việt Nam mình. Còn viên này thì nó lại cứng hơn, nó giống như cái bánh nó gọi là cái bánh gì, cái bánh bả đậu đó, nó rất là cứng, dày mà nặng hơn gấp đôi viên này luôn. Cái viên số 25 này, viên số 26 này là 250 về nhà nha các anh nha. Các anh dùng cái hàng Made in Taiwan này các thứ anh, nó cứng như vậy thôi, còn cái viên này nó nhẹ hơn mà nó xốp hơn đó. Viên này 150 về nhà nha, cái viên số 27 150, còn cái viên số 26 là 250 về nhà đó. Anh nào lấy dùng hàng Made in Taiwan giúp em nha. Made in Taiwan, em có hai miếng này là Made in Taiwan, và cái mấy miếng đen này thì em còn, nhưng còn những miếng này
thì em không có một miếng bột thôi. Vì số 27 cả nha, 150 về nha. Nó không có thích hợp lắm với lại những dòng máy của Việt Nam mình, nó hơi to cả nhà. Anh coi thử là nó có hợp lý không, hàng made in Taiwan các anh dùng coi thử là độ nó khác biệt hơn với dòng Trung Quốc không. Rồi à, tới số 28 các anh nha. Số 28 em gửi tới các anh cái viên đá 200 mm nè. Nó là đường kính của nó là 200. Đường kính của nó là 200 các anh nha, 205. 205 nha các anh nha. Cát của nó là cát 46 các anh nha. Đá phá nha các anh nha. Nó dày 2 phân rưỡi. Đó, cốt của nó hiện tại bây giờ là cốt 25. Cốt 25 hay cốt 3 mấy đây. Cốt này cốt 32. Cái này thì không lo. Nó từ cốt 32 trở lại là nó có cái sơ mi của nó. Cốt này cốt 25 các anh nha. Cốt 25. Viên này về nhà là 450 các anh nha. Viên này về nhà là 450, nó mất được cái tem của nó thì uổng quá. Số 28 nha, 450. Còn cái viên đá đỏ này nè. Đó, cũng là 46 nè. Mà nó còn tem mạc của nó nè. Cũng 2 phân rưỡi các anh nha, dày 2 phân rưỡi. Đường kính của nó là 200. 205. Cát của nó là cát 46 nè. Viên kia cũng là cát 46. Viên này 500 nha các anh nha. Viên này 500, hàng này hàng mới hết các anh nha. Hàng này chưa sử dụng đâu. Các anh dùng viên các anh thấy là nó mãi mãi à. Rồi tới số 30 nha các anh. 30 nó cũng vậy luôn coi. Mà nó mỏng hơn thôi. Đó. Viên này là viên 46 nè, nó cũng là cát 46 nè các anh. Nhưng mà nó mỏng. Đường kính của nó cũng 205. 205 nè. Dày của nó là dày chỉ có 2 phân thôi các anh. Nó 400 nha các anh nha. Viên này về nhà, viên ở nhà là 400. Ghi điện gel. Cũng cắt 46 luôn. Rồi tới viên số 31 nha các anh. Viên số 31 nó cũng vậy, cũng dày 2 phân nè. Đường kính của nó là 200, cũng 205 nè các anh. 205. Còn độ cát của nó là cát 60 nè các anh nha. Cát 60. Đó, viên này là 46, viên này 60 nè các anh nè. Viên này 60 hay 80 em cũng không có rõ nữa. Nó mất cái tem của nó rồi. Em nghĩ sẽ 60 thôi các anh. Viên này viên 60 ạ. Viên này 400 các anh nha. Cũng 400 về nhà. Anh nào lấy một cặp này là ngon nè. Số 31 nha. Rồi tới số 32. Số 32. 32, 32 là dòng đá cho máy 250. 250 các anh nha. Đó, viên này cái độ mịn của nó là độ mịn 80 nè các anh nè. Độ mịn của nó là 80 các anh. Độ mịn nó 80. Đó là đường kính của nó là 255. 255. Cốt của nó là cốt 32 nè. Cốt 32 hay là cốt 26 đây. Cốt nó là cốt 25 nè các anh. Cốt 25 mấy nè. Nó thích hợp cho cái dòng máy của Việt Nam mình đây. Độ mịn của nó đây. Độ mịn của nó là 80 nha các anh nha. Số 32 750 nha. Về đến nhà nó dày 2 phân rưỡi nha các anh nha. Dày 2 phân rưỡi. Rồi tới viên số 33 nha các anh nha. Viên số 33 là viên cát của nó là cát 36. Viên này là viên Notiriki đây. Nó cũng dày 2 phân rưỡi. Đường kính của nó là 255. Cốt này thì bị cốt nhỏ mất rồi. Cốt này là cốt 19 nha. Cốt 19-4 này các anh. Cốt 19-4. Viên này 700 về nhà nha các anh. Đang còn mới. New luôn. Rồi cuối cùng em gửi tới các anh. Em gửi tới các anh cái viên qua cuối cùng là cái viên mịn nè. Viên này mịn 120 nè. Viên này mịn 120 nè các anh nha. 255 nè, dày cũng 2 phân rưỡi nè. 2 phân 6, 2 phân rưỡi. Cốt của nó là cũng là cốt 19 nè ha. 19-4. Độ mịn cao nè các anh. Anh nào cần cái viên mùi độ mịn cao. Viên này về đến nhà là 800 nha các anh nha. Càng mịn thì nó đắt hơn chút. Rồi, em đã lướt qua cho các anh những cái dòng nỉ nè, những dòng xốp nè. Rồi những dòng đá thô, những dòng đá mềm nè. Rồi những cái viên đá 200 nè, đường kính 200 nè, đường kính 150 nè, đường kính 125 nè, đường kính 100 nè. Rồi những viên đá mài tay, hả? Những cái viên đá mài tay nữa. Đó, anh nào đang cần, có mấy anh đang cần những viên đá thô.
viên viên đá thô 400, 600, 800 gì đó, 800 thì em không có. Nhưng mà em thấy rằng là nó tương tự thôi, nó tương tự, đó, nó tương tự với cái viên đó. 800 thì là đây 400. Đó, mài nó nhanh hơn mà nó không để lại dấu xước nhiều đâu các anh nha. Đó. Rồi cuối cùng thì em gửi tới các anh nha. Cái đống mũi khoan này ha. Các anh nào lấy nhiều 10 mũi trở lên thì em bao ship nha. Đó. Cái 5 cái 6, 5 cái 8 là 10 cái. Đó. 5 cái 6, 5 cái 8 nha các anh nha, là 10 cái em bao ship nha. Đó, một cặp như thế này là 60.000. Cái này 28.000, cái này 32.000. Tại nó dài hơn nè các anh nha. Cái này là Made in France nè. Còn cái này nó đóng logo không thôi. Đóng cái logo thôi chứ nó không có ghi chữ Made in France trong đây. Của Pháp nha. Anh nào so sánh nha. Các anh làm thợ so sánh coi thử là những dòng mũi này như vậy. Nó giống mũi Trung Quốc không? Em nghĩ là rẻ hơn Trung Quốc. Nếu các anh ra tiệm mua thì những cái dòng này là phải 30.000 cây. Còn những dòng này là phải 40.000 cây. Đó, cho tới 45.000 cây. Dài như thế này. Đó, còn đây là Made in France nè các anh ha. Đó, các anh mua kèm nha, mua kèm. Còn một hai cái thì em không có bao ship được đâu. Tại vì tiền ship là 30.000 mất rồi. Đó, em gửi tới các anh nha. Những dòng mua dùng thử những hàng của Nhật với những hàng của Pháp. Rồi em sẽ lướt qua những tổng thể như thế này ha. Mong các anh vào coi đang cần những cái thứ gì thì ủng hộ em. Nhất là cái máy mài nước các anh hỏi nhiều nha. À, với cái giá cũng hữu nghị rồi các anh. Với cái giá mà về các anh phải độ chế lại, độ chế cái chân cho nó là sẽ được việc thôi. Rồi. Cuối clip em như thường lệ thì em gửi tới các anh cái số điện thoại này của em đây 09035 888-867-67 nha các anh nha. Đó, các anh mua bánh xe của em thì vô nhắn tin mua cho em nha. Vô nhắn tin mua cái số điện thoại này của em thì em sẽ trả lời anh nè. Rồi Đình Thái xin cảm ơn và luôn luôn cầu chúc cho các anh nhiều sức khỏe.